Ai sát chữ. Ai sát chữ là chào hỏi. Khi chúng ta gặp nhau buổi sáng, chúng ta sẽ chào. Ohayo gozaimasu. Ở đây chữ yo đọc dài. Các bạn đọc theo tôi. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Từ 10 rưỡi trở ra chúng ta sẽ chào. Konnichiwa. Konnichiwa. Sau 5 giờ chiều chúng ta sẽ chào. Konbanwa. Konbanwa. Minasan, moichido renshu shimashou. Chúng ta cùng luyện tập lại nhé. Chào buổi sáng chúng ta sẽ nói là dozo. Sau 10 rưỡi chúng ta sẽ nói là dozo. Và sau 5 giờ chiều chúng ta sẽ chào là hey. Giờ mỗi chế độ nè. Chúng ta cùng luyện tập lại nhé. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Giờ tsugi. Khi tạm biệt ai đó. Khi tạm biệt ai đó, nhưng ở đây trong trường hợp lâu, một thời gian sau đó chúng ta sẽ gặp lại. Khi đó chúng ta sẽ dùng sayonara. Dozo. Moichido. Bình thường, hôm nay chúng ta mà chào, ngày mai mà chúng ta gặp lại, chúng ta cũng có thể sử dụng từ bye bye giống như trong tiếng Anh. Hoặc các bạn sẽ sử dụng yamata. Hẹn gặp lại. Hoặc hẹn chính xác vào ngày mai chúng ta sẽ nói ja mata ashita, hẹn gặp lại vào ngày mai. Buổi tối đi ngủ chúng ta sẽ nói chúc ngủ ngon, chúng ta dùng oyasumi nasai. Dozo. Oyasumi nasai. Ja, moichido renshu shimashou. Chúng ta cùng luyện tập nhé. Tạm biệt chúng ta sẽ nói. Chúc ngủ ngon chúng ta sẽ nói. Dạ, một chữ đầu nên shiu shimashu. Chúng ta cùng luyện tập lại nhé. Sayonara. Chữ yo có trường âm cho nên đọc dài hơn. Sayonara. Oyasumi nasai. Khi chúng ta mắc lỗi một việc gì đó, chúng ta sẽ phải xin lỗi. Và ở Nhật, văn hóa xin lỗi và cảm ơn đó là gọi là kuchikotoba, tức là câu cửa miệng rồi. Ít desu ka. Cho nên bất cứ một việc gì các bạn nhờ vả hay là mắc lỗi, chúng ta đều phải xin lỗi. Và chúng ta sẽ dùng là gì? Sumimasen. Sumimasen. Khi ai đó tặng một món quà gì hoặc bất cứ ai làm được một cái việc gì cho hoặc sau kết thúc bất cứ một chuyện việc gì đó, chúng ta đều phải cảm ơn. Chúng ta sẽ dùng arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Dạ, minasan, renshu shimashou. Các bạn luyện tập. Xin lỗi, chúng ta sẽ nói. Cảm ơn, chúng ta sẽ nói. Moichido renshu shimashou. Sumimasen. Arigato gozaimasu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung chính của bài học. Trong bài học số 1 này, chúng ta sẽ cùng nhau đi nói về mục thứ nhất, đó là câu khẳng định. Cũng như trong tiếng Anh thì chúng ta nói câu khẳng định là một câu gì? Chúng ta gọi đó là một điều hiển nhiên. Và trong trường hợp này, đây là câu danh từ. Cấu trúc sẽ là N1,
Thứ hai đây đọc là wa n2 des. Trong đó n1 và n2 là hai danh từ. Trong bài 1 này n1 là danh từ chỉ người, ví dụ watashi, ano hito, ano kata, minasan. Trợ từ wa xác nhận định cái n1 này chính là xác định cái watashi hoặc ano hito, ano kata. N2 là những cái danh từ ở trong phạm vi bài 1, lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Nhưng chủ yếu sẽ là nói về tên, tuổi, nghề nghiệp, quốc tịch. Des đứng ở cuối câu và đây cũng là một thường, đây cũng là cái điều đặc biệt ở trong tiếng Nhật. Ở Việt Nam chúng ta động từ hay là ở trong tiếng Anh của chúng ta động từ sẽ đứng ngay sau chủ ngữ, tức là đứng ngay sau cái N1 này. Nhưng ở trong tiếng Nhật thì động từ luôn 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 đứng ở cuối câu. Và ở trong câu này thì des mang ý nghĩa thì là ở. Đôi khi không dịch là gì, nó chỉ nằm ở trong câu danh từ thôi. Ii desu ka? Trong tiếng Nhật một điểm nữa là cái dấu chấm tròn ở phía sau này để kết thúc một câu. Kết thúc một câu sẽ được một dấu chấm tròn như thế này. Ii desu ka? Mang ý nghĩa trong phần này N1 là N2. Đôi khi N1, ví dụ như là tôi 30 tuổi chẳng hạn, thì cái này cũng không dịch là, nó chỉ đơn thuần là nằm trong câu danh từ thôi. Ii desu ka? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết ở trong phạm vi bài 1 thì nó sẽ được sử dụng như thế nào. Như tôi vừa nói với các bạn, chủ ngữ ở đây có thể là gì? Tôi, ano hito, ano kata, watashi, hoặc là ano hito, ano kata. Trợ từ và xác định cái yếu tố trước nó chính là xác định watashi. Để giới thiệu tên đi với des. Ví dụ như tôi, watashi wa an des. Thứ hai, để giới thiệu tuổi. Watashi wa 30 sai desu. Tôi 30 tuổi chẳng hạn. Ii desu ka? Để nói về nghề nghiệp. Watashi wa kaisa-in desu. Kaisa-in là nhân viên công ty. Ii desu ka? Tôi là nhân viên công ty. Nói về quốc tịch. Watashi wa Vietnamujin desu. Tôi là người Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết nội dung. Ii desu ka? Trước hết để giới thiệu tên. Thì trong phạm vi bài 1 này chúng ta sẽ có các cách thức như sau. Thứ nhất, tự giới thiệu bản thân mình. Watashi đi với trợ từ wa. Đây viết là hai nhưng đọc là wa. Đi với tên. Và trong trường hợp tên mình không có sàng, đi với des. Hoặc lịch sự hơn nữa chúng ta sẽ sử dụng to moshimasu được gọi là. Và dịch là tôi là. Ii desu ka? Các bạn nhìn vào ví dụ, anh Mira tự giới thiệu bản thân mình, anh ấy nói như sau. Watashi wa Mira desu. Mời các bạn đọc. Hoặc bạn Linh tự giới thiệu bản thân mình, bạn ấy nói Watashi wa Linh desu. Đâu rồi? Bây giờ bạn hãy tự giới thiệu bản thân mình đi ạ. Watashi wa cộng với tên của các bạn đi với des dozo. Hai, domo arigatou gozaimasu. Và thường giới thiệu tên mình chúng ta hay sử dụng khi lần đầu tiên gặp. Và chúng ta sẽ xem một đoạn hội thoại ngắn và các bạn cần học thuộc đoạn này. Hajimemashite. Hajimemashite. Watashi wa đi với tên desu. Watashi wa cộng với tên desu. Dozo. Yoroshiku. Dozo yoroshiku. Hajimemashite mang ý nghĩa xin chào trong lần đầu tiên gặp. Watashi wa đi với tên desu. Tôi là. Hoặc watashi wa to moshimasu. Dozo yoroshiku. Rất hân hạnh được làm quen. Và đây chính là mẫu câu hội thoại dùng để giới thiệu bản thân khi chúng ta gặp ai đó lần đầu tiên. Đối với các bạn thực tập sinh,
Lần đầu tiên các bạn giới thiệu bản thân mình với nhà tuyển dụng, các bạn cũng sử dụng câu này đúng không ạ? Và mời các bạn ghi chép lại câu này vào học thuộc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập nhé. Hajimemashite. Hajimemashite. Watashi wa desu. Dozo yoroshiku. Ja, mou ichido renshu shimashou. Chúng ta cùng luyện tập lại một lần nữa. Hajimemashite. Watashi wa desu. Dozo yoroshiku. Trường hợp thứ hai khi giới thiệu tên một người khác. Trong trường hợp này có thể ba hoặc nhiều người hơn. Chúng ta sẽ sử dụng cách thức nói như sau. Đây hoặc vị này là. Chuyển sang tiếng Nhật chúng ta sẽ nói Kochira wa. Và ở đây viết là ha nhưng cũng đọc là wa. Tên trong trường hợp này tôi để là A. Sang. À, anh A, anh B gì đó. Thì trong trường hợp đó sẽ đi với từ sang. Des. Đây là trường hợp phổ thông. I desu ka. Kochira wa A san desu. Đây hoặc vị này là A. Chúng ta cùng nhìn vào ví dụ. Giả sử muốn giới thiệu Mira. Đây, bạn đây là bạn Mira. Cho một người, giả sử đây là người Nhật chẳng hạn. Chúng ta sẽ sử dụng là gì? Đây là Mira. Chúng ta sẽ nói được câu là Kochira wa Mira-san desu. Được rồi. Mỗi chỉ độ. Kochira wa Mira-san desu. Mỗi chỉ độ. Kochira wa Mira-san desu. Trường hợp thứ hai, câu danh từ chúng ta để giới thiệu tuổi. Để nói tuổi, chúng ta có công thức đó là số đếm cộng với sai. Số đếm cộng với sai, this. Chúng ta cùng nhau đọc. Trước khi vào phần này, các bạn hãy xem lại video học về số đếm từ 1 cho đến 100 hoặc 1.000 ở một cái video mà chúng ta đã gửi trước cho các bạn. Trong phần này, chúng ta đi thẳng vào phần đếm tuổi. Dạ, minasan, isshu ni renshu shimashou. Chúng ta cùng luyện tập. Một tuổi, isai. Isai. Hai tuổi, nhi sai. Nhi sai. Ba tuổi, san sai. San sai. Bốn tuổi, nhôn sai. Năm tuổi, gô sai. Sáu tuổi, rốc sai. Bảy tuổi, nana sai. Tám tuổi, hạt sai. Hạt sai. Chín tuổi, kêu sai. Cứ sai. 10 tuổi, rút sai. Rút sai. Chúng ta cũng có thể nói rút sai. 20 tuổi. Đây là trường hợp đặc biệt. Hatachi. Hatachi.
Đôi khi sử dụng niju, niju sai, nhưng mà ít khi dùng. Kurewa oboite kudasai. Việc này các bạn lưu ý. Và trong phần này, những từ đặc biệt đó là một tuổi. Isai. Trong trường hợp này, một tuổi isai đặc biệt, hatsai đặc biệt, jutsai đặc biệt, 20 tuổi, hatachi đặc biệt. Ngoài ra, các trường hợp khác nữa, các bạn cần lưu ý. Chúng ta cùng nhau đọc lại các từ đặc biệt để các bạn ghi nhớ ý desu ka? Một tuổi. Một tuổi, isai. 8 tuổi, hatsai. 10 tuổi, jutsai. Hoặc jitsai. 18 tuổi, juhatsai. 20 tuổi, hatachi. 28 tuổi, nijuhatsai. 30 tuổi, sanjutsai. 40 tuổi, nyonjutsai. Như vậy các bạn nhìn thấy 30 tuổi và 40 tuổi, vậy là gì? Số đếm cộng với 10. Và 10 trong trường hợp này là 10 tuổi, cho nên là jutsai. Tương tự như vậy, 50 tuổi sẽ là gì? Gojutsai. 60 tuổi, rokujutsai. Vân vân. Ii desu ka? Ja, minasan, renshu shimashou. Chúng ta cùng luyện tập. 20 tuổi sẽ đọc là dozo. Hatachi desu ne. 31 tuổi. 3 cộng 10 cộng 1, vậy là gì? 3 cộng 10, sang ju, 1 tuổi, isai. Vậy chúng ta sẽ có là gì? Sang ju isai. 28 tuổi, 2 cộng 10 cộng 8, như vậy là gì? Ni, ni ju hatsai. 19 tuổi, 10 cộng 9, ju ku sai. 70 tuổi, 7 cộng 10, nana jutsai. 40 tuổi, 4 cộng 10, nyong jutsai. 24 tuổi, 20 cộng 4, ni ju nyong sai. Dạ, これは皆さんもう一度練習してくださいね. Trong phần luyện tập về tuổi, các bạn hãy luyện tập đi, luyện tập lại cho ghi nhớ. いいですか? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết cách nói về tuổi. Ví dụ, watashi wa. À, watashi chính là N1 đúng không? Vẫn trợ từ là ju san sai, chính là chúng ta nói về tuổi đúng không ạ? Desu, vậy là được cả câu là gì? Watashi wa ni ju san. Sumasen. Watashi wa ju san sai desu. Tôi 13 tuổi. Ii desu ka? Hoặc cậu bé isai desu, 1 tuổi đúng không ạ? Watashi wa nanajusai desu. Nanajusai. À, bác ấy nói là gì? Tôi 70 tuổi. Ii desu ka? Và trong phần này, các bạn hãy nói mình bao nhiêu tuổi đi ạ. Cách thức nói như sau. Watashi wa đi với sai desu. Cách thức nói về sai, các bạn xem lại ở phần chỗ trước, chúng ta đã có công thức rồi, số đếm cộng với sai. Được rồi, watashi wa sai desu. Ngoài ra, các bạn hãy giới thiệu gia đình nhà mình. Ví dụ như là ba, bao nhiêu tuổi, mẹ, bao nhiêu tuổi. Hoặc vợ, hoặc chồng, con cái, bao nhiêu tuổi. Ii desu ka? Trong phần này một chút lưu ý đối với người Nhật trong lần đầu tiên gặp mặt, chưa thân quen, chưa thân thiện, hạn chế không hỏi về tuổi. Đối với người Việt thì lại hỏi về tuổi, nhưng người Nhật thì không. Cái đó được gọi là private, có nghĩa là những cái việc liên quan đến cá nhân riêng, trừ khi mà thân quen rất là lâu lâu thân quen rồi thì lúc đó mới hỏi về tuổi. これは皆さん覚えてください. Các bạn hãy lưu ý việc này.
Chúng ta cùng nhau sang mục thứ ba, đó là giới thiệu về nghề nghiệp. Cấu trúc ngữ pháp vẫn là danh từ đi với chỉ người, đi với danh từ chỉ người. Watashi, ano, hito, ano, kata, minasan, vân vân, hoặc ba hoặc mẹ các bạn. Đi với trợ từ vạ, cộng với danh từ chỉ nghề nghiệp. Đi với des. Như vậy, để học được cách nói giới thiệu về nghề nghiệp, các bạn phải thuộc tất cả những từ liên quan đến nghề nghiệp trong phần danh từ chỉ nghề nghiệp. Ides ka. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một số danh từ chỉ nghề nghiệp thường dùng. Trên đây các bạn nhìn thấy có kỹ sư là engineer. Dozo. Nhân viên công ty kaishain. Kaishain. Học sinh gakusei. Gakuse. Bác sĩ Isha. Isha. Dạ, mỗi chữ đồ đen siêu xin mạng sổ. Kỹ sư là nhân viên công ty là học sinh là bác sĩ là tsugi. Giáo viên. Tsugi. Nhân viên ngân hàng. Ginkoin. Ginkoin. Giáo viên. Đây là nghề giáo. Có một từ khác là sensei. Khi đó danh từ cộng với sensei. Khi đó là cô chấm chấm gì đó. Ideska. Còn đây là giáo viên, nghề giáo. Kyoshi. Kyoshi. Nhà nghiên cứu, kenkyūsha. Kenkyūsha. Thực tập sinh, jitsuse. Jitsuse. Chúng ta cùng luyện tập lại. Nhân viên ngân hàng. Giáo viên. Thực tập sinh. Nhà nghiên cứu. Ideska. Và bây giờ chúng ta sẽ nói cả câu khi chúng ta học thuộc cái danh từ chỉ nghề nghiệp rồi. Cấu trúc sẽ là danh từ chỉ người, đi với trợ từ vạ, đi với danh từ chỉ nghề nghiệp. Des. Ý nghĩa là gì? Cái tên người đó là nghề chấm chấm. Ideska. Ví dụ. Tôi là thực tập sinh. Tôi này, watashi, thực tập sinh, jitsusei. Khi đó chúng ta sẽ được câu là watashi wa jitsusei desu. Chúng ta nói cả câu nhé. Watashi wa jitsusei desu. Tsugi. Anh Minh là nhân viên công ty. Minh san. Kaishain. Các bạn sẽ được câu là Minh-san wa kaishain desu. À, bác sĩ. Khi đó chúng ta sẽ có Minh-san wa isha. Vậy được câu là gì? Minh-san wa isha desu. Bây giờ tôi sẽ để hai danh từ mời các bạn ghép thành câu hoàn thiện. Watashi jitsusei. Dozo. Minh-san kaishain. Dozo. Minh-san isha. Dozo. Và bây giờ các bạn hãy tự nói tên mình. Watashi wa. Và đi với nghề nghiệp của các bạn. Viết lại câu của các bạn. Domo, luyện tập lên shubi trong giáo trình Minan no Nihongo. Các bạn hãy nói những người sau thuộc nghề nghiệp làm gì. Ví dụ, anh Mira, nghề của anh ấy là kaishain, nhân viên công ty. Nên được câu Mira-san wa kaishain desu. Mira-san wa kaishain desu.
Trong phần chúng ta cùng học với nhau như thế này, tôi sẽ trực tiếp nói các từ đó, các bạn lắng nghe và trả lời. Phần viết vào vở, mời các bạn dành vào thời gian ở nhà. よろしいですか? Được chưa ạ? Ví dụ này, 皆さん, và 会社員です. Tôi sẽ lấy ví dụ như sau, 皆さん会社員. Các bạn sẽ đặt được câu là 皆さんは会社員です. いいですか? 1. Câu số 1. 山田銀行員. どうぞ. Yamada-san-wa-ginko-in-desu. Mou-ichi-do. 2. Watto-san-sensei. Watto-san-wa-sensei-desu. 3. タワポンさん 学生. タワポンさんは学生です. 4. シュミトさん 会社員. シュミトさんは会社員です. 趣味とさんは会社員です. Mời các bạn viết lại các câu đó, sau đó các bạn dịch sang tiếng Việt. よろしいですか? Chúng ta sang mục kế tiếp, đó là giới thiệu quốc tịch. Về mục giới thiệu quốc tịch, vẫn đi câu trong danh từ. Chủ ngữ là N. Trong trường hợp lấy ví dụ trực tiếp, bản thân tôi sẽ là watashi. Đi với trợ từ và, đi với danh từ chỉ quốc tịch, đi với des. Tôi là người chấm chấm ideska. Trong phần này đi với quốc tịch, chúng ta sẽ có tiếng Nhật chúng ta sử dụng như sau. Tên nước cộng với jin. Tên nước cộng với jin. Chữ jin đây mang ý nghĩa người chấm chấm nước. Nhìn vào một chút cấu trúc nhỏ nhỏ liên quan đến danh từ như thế này, các bạn suy ra một điều. Dịch sẽ dịch từ cuối dịch ngược lên. Dịch từ cuối dịch lên. Người chấm chấm nước ideska. Tất cả các câu trong tiếng Nhật đều áp dụng như vậy. Như vậy chúng ta sẽ lấy tên nước cộng với jin được quốc tịch. Ví dụ, Việt Nam cộng với jin sẽ được người Việt Nam. Chúng ta sẽ có Vietnam cộng với jin sẽ được Vietnam jin. Bây giờ tôi sẽ ghép tên nước cộng với jin. 皆さんは国籍を言ってください. Tôi sẽ nói tên nước cộng với jin, các bạn hãy nói quốc tịch ですか? Vietnam jin. どうぞ. Nihon jin. アメリカ人ですね。はい。韓国人。韓国人ですね。イギリス人。 イギリス人ですね, người Anh. いいですか? じゃあもう一度練習しましょう. ベトナム人. 日本人. アメリカ人. 韓国人. イギリス人. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết luyện tập. Tôi sẽ nói hai danh từ. Mời các bạn hoàn thành câu. Tôi
tương tự như những phần trước. Watashi Betonamu jin. Khi đó, chúng ta sẽ được câu là gì? Watashi wa Betonamu jin desu. Tôi là người Việt Nam. Ii desu ka? Ja, lenshu shimashou. Chúng ta cùng luyện tập. Mira-san, eige lenshu jin. Mira-san wa Igirisu jin desu. Mira-san wa Igirisu jin desu. Anh Mira là người Anh. Tsugi. Yamada-san, Nihon jin. Yamada-san wa Nihon jin desu. Yamada-san wa Nihon jin desu. Anh Yamada là người Nhật. Bây giờ, mời các bạn nhìn vào trong sách giáo khoa phần luyện tập Lenshubi mục 2. Chúng ta vẫn lấy các danh từ chỉ người là anh Mira, là chị Yamada. Nhưng phần này các bạn sẽ nói về quốc tịch và các bạn nhìn sang các phần phía giữa ở đây. Ví dụ anh Mira. American. Anh Mira là người Mỹ. Sẽ được câu Mira-san wa American desu. Mira-san wa American desu. Bây giờ tôi sẽ nói hai danh từ. Mời các bạn hoàn thành câu hoàn chỉnh nói về quốc tịch. Ai đó là người nước ii desu ka? Ja, lenshu shimashou. Ichi. Yamada-san. Nihonjin. Yamada-san wa Nihonjin desu. Yamada-san wa Nihonjin desu. Ni. Watto. Igirisu jin. Watto-san wa Igirisu jin desu. Watto-san wa Igirisu jin desu. Sam. Tawabon-san, Tai-jin. Tawabon-san wa Tai-jin desu. Tawabon-san wa Tai-jin desu. Nyon. Shumito-san, Doichu-jin. Shumito-san wa Doichu-jin desu. 皆さん、どうもありがとうございました。Cảm ơn các bạn. Bây giờ, mời các bạn hoàn thành các câu trong phần Lenshubi mục 2 và dịch các câu đó sang tiếng Việt. 皆さん、どうもありがとうございました。Bây giờ, chúng ta sẽ luyện tập cả hai mục giới thiệu tên và giới thiệu đến từ. Khi chúng ta sang một đất nước mới, ii desu ka? Giả sử Mira là người Mỹ, anh ấy đến Nhật Bản. Khi đó, anh ấy sẽ giới thiệu như sau. Hajimemashite, Mike Mira desu. Amerika kara kimashita. Dozo yoroshiku. Và người gặp đó là chị Sato. Chị ấy cũng tự giới thiệu tên mình và chị ấy nói Sato desu. Dozo yoroshiku. Như vậy,
Trong phần luyện tập Len Shushi, chúng ta áp dụng cho các bạn khi sang đất nước Nhật Bản. Các bạn lần đầu tiên gặp người Nhật, có thể là người quản lý của bạn, là công ty làm việc của bạn. Các bạn hãy sử dụng mẫu này. Các bạn hãy thay phần gạch chân bằng tên của mình. Thay từ America bằng Betonamu. Idesuka. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu. Giả sử tôi sang Nhật, sang công ty tôi làm việc ở bên Nhật và tôi sẽ nói như sau. Hajimemashite. An desu. Betonamu kara kimashita. Dozo yoroshiku. Và giả sử trong trường hợp nơi công ty tôi, người mà gặp tiếp đón tôi lần đầu tiên cũng là chị Sato chẳng hạn, các bạn có thể chính là người quản lý của các bạn hãy thay vào đó. Chị Sato sẽ nói Sato desu, dozo yoroshiku. Idesuka. Như vậy đến phần này các bạn đã học xong cách tự giới thiệu bản thân mình với một người khi chúng ta sang đất nước Nhật Bản lần đầu tiên gặp họ. Chúng ta hãy học thuộc mẫu này để khi các bạn đặt chân sang đất nước Nhật Bản có thể tự giới thiệu được bản thân mình. Yoroshii desu ka? Minasan, domo arigatou gozaimashita. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi học về câu phủ định sau khi các bạn học xong về câu khẳng định. Các bạn nhìn vào mẫu N1, sau đó vẫn là trợ từ vạ. N2 đi với ja arimasen. Nếu des mang ý nghĩa là đôi khi không dịch là gì, thì ja arimasen mang ý nghĩa không, có nghĩa là trái ngược nghĩa của desu. Đơn giản là như vậy thôi. Idesu ka? N1 không phải N2. N1 wa N2 ja arimasen. N1 không phải N2. Trong trường hợp đây là câu phủ định lịch sự, thể thông thường các bạn sử dụng thay ja arimasen bằng janai. Janai. Khi đó chúng ta sẽ được câu N1 wa N2 janai. Thể thông thường sẽ sử dụng với bạn bè, người thân trong gia đình nhà mình, các mối quan hệ thân mật. Idesu ka? Như vậy, chúng ta đã học về giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp, quốc tịch. Bây giờ, tất cả những câu các bạn sử dụng là đó, bây giờ các bạn sẽ sử dụng không phải idesu ka? Ví dụ thứ nhất. Did you say? Nhưng bây giờ giấu cái chéo ở đây có nghĩa là gì? Không phải thực tập sinh. Như vậy, tôi sẽ được câu Watashi wa jisu sei ja arimasen. Watashi wa jisu sei ja arimasen. Các bạn hãy cố gắng nói cả một câu hoàn chỉnh ngay từ đầu tiên. Lưu ý ở đây, các bạn không ngắt ở chỗ trợ từ vạ mà các bạn sẽ nói các bạn sẽ nói nối liền. Watashi wa jisu sei ja arimasen. Nhưng để các bạn nói được một câu dài như thế, các bạn phải ngắt ra sau đó các bạn nối với nhau. Watashi wa jisu sei ja arimasen. Watashi wa jisu sei ja arimasen. Trước hết, các bạn hãy học từ thuộc từ ja arimasen trước. Các bạn luyện theo tôi. Ja arimasen. Jitsu sei ja arimasen. Watashi wa jitsu sei ja arimasen. Chugi. Igirisu jin ja arimasen. Mira-san wa Igirisu jin ja arimasen. Mira-san wa Igirisu jin ja arimasen. Anh Mira không phải là người Anh.
3. Gìn cô yên chả ありません. Hương sẵn và gìn cô yên chả ありません. Hương sẵn và gìn cô yên chả ありません. Trong ba ví dụ này, chúng ta đang nói về nghề nghiệp không phải là chấm chấm nghề nghiệp. Như vậy, các danh từ liên quan đến nghề nghiệp, các bạn hãy sử dụng các danh từ đó và nối thành câu đi với chả arimasen để tạo thành câu không phải nghề chấm chấm. It is ka. Bây giờ, các bạn sẽ nhìn vào phần luyện tập Len Shubi mục 3. Hoàn thành các câu trong phần đó theo mẫu. Chúng ta có mẫu như sau. Mira-san, Ginkoin, và bây giờ không phải. Bởi vì anh ấy là Kai-sain, là nhân viên công ty, cho nên anh ấy không phải là gì? Nhân viên ngân hàng. Nên được câu là Mira-san wa Ginkoin ja arimasen. It is ka? Tương tự như vậy. Ichiban kara nyon made renshu shimashou. Chúng ta sẽ luyện tập từ số câu số 1 cho đến câu số 4. Việc ghi chép, các bạn hãy dùng vào thời gian khác viết lại hoàn thành sau và dịch it is ka. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau luyện luôn. Yamada, chị Yamada là Yinkoin. Cho nên chắc chắn chị ấy không phải là gì? Gakuse. Gakuse. Và từ câu số 1 đến câu số 4, các bạn hãy sử dụng đi với ja arimasen để hoàn thành câu it is ka. Bây giờ tôi sẽ nói và các bạn sẽ chuyển sang thành câu phủ định. Không phải, chấm chấm. Ja, hajimemashou. Chúng ta cùng bắt đầu. Ichi, Yamada-san, gakuse. Yamada-san wa gakuse ja arimasen. Mỗi chỉ độ. Yamada-san wa gakuse ja arimasen. Nhị, Wato-san, đội chư trình. Wato-san wa đội chư trình ja arimasen. Wato-san wa đội chư trình ja arimasen. Sam, タバポンさんが先生。タバポンさん は 先生 じゃ ありません。 タバポンさん は 先生 じゃ ありません。 4. Chumito-san. Nhung, Chumito-san, Amerika-jin. Chumito-san wa Amerika-jin ja arimasen. Chumito-san wa Amerika-jin ja arimasen. Mời các bạn hoàn thành bài tập này vào vở và dịch sang tiếng Việt. Domo arigatou gozaimashita. Chúng ta cùng nhau đi sang cấu trúc kế tiếp. Đó là mẫu xác nhận thông tin có phải chấm chấm không. Chúng ta lấy từ câu khẳng định N1 đi với trợ từ và N2 đi với des. Chỉ thêm trợ từ cá ở đằng sau và cuối câu vẫn có dấu chấm tròn. Câu khẳng định đi với trợ từ cá. N1 và N2 đi với trợ từ cá. Áp dụng cho tất cả các câu ở trong tiếng Nhật, trong từ câu khẳng định đi với trợ từ cá đều mang ý nghĩa có phải cái gì gì đó không. It is ka. Nếu đúng trong câu trả lời sẽ trả lời về hay.
Đi do là câu danh từ cho nên khẳng định lại như vậy. N2, des, đúng, N2. Hay mang ý nghĩa là vâng, phải, đúng. Không đúng, không phải sẽ là phủ định đi. Yeah. Và phủ định cho nên chúng ta đi với phủ định của des chính là ja arimasen. Cho nên chúng ta sẽ là gì? Nghĩa là không, N2 không phải, cho nên N2 ja arimasen. Hoặc chúng ta có thể trả lời ngắn hơn. Hoặc chúng ta trả lời ngắn hơn, yes, N3, des, không là một cái danh từ khác, des có. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào luyện tập chi tiết. Mời các bạn nhìn vào luyện tập phần lên siêu B mục 4 trong giáo trình Minna no Nihongo. Các bạn nhìn vào hai phần ray, ví dụ. Mira-san, America-jin. Sẽ được ví dụ như sau. Mira-san wa America-jin desu ka? Anh Mira có phải là người Mỹ không? Đây, các bạn nhìn đây, đúng không ạ? America, do đó câu trả lời về Hai, America-jin desu. Vâng, là người Mỹ. Ví dụ thứ hai. Mira-san, isha. Được câu hỏi là Mira-san wa isha desu ka? Có phải anh Mira là bác sĩ không? Các bạn nhìn lên đây. Anh Mira là cái shain, nhân viên công ty. Nên chắc chắn anh ấy không phải là bác sĩ. Nên câu trả lời về sẽ là isha ja arimasen. Không, không phải là bác sĩ. Desu ka? Mira-san, ichi kara nyon made. Mời các bạn luyện tập từ câu số 1 cho đến câu số 4. Ichi, câu số 1. Chị Yamada, ginkoin. À, đây, ginkoin. Cho đến câu này, đặt câu hỏi sẽ là gì? Yamada-san wa ginkoin desu ka? Đúng không ạ? Đúng. Vậy trả lời là gì? Hai, ginkoin desu. Mỗi chỉ độ. Yamada-san wa ginkoin desu ka? Hai, ginkoin desu. Nhị. Wato-san, cái shain. Anh Wato là sensei. À, vậy câu này hỏi và trả lời sẽ là Wato-san wa cái shain desu ka? Không phải, đúng không? Vậy là gì? Ie, cái shain ja arimasen. Một chỉ độ lên xuống xem sao. Chúng ta cùng luyện tập lại. Wato-san wa kaisha-in desu ka? Ie, kaisha-in ja arimasen. San, Tabapon-san, sensei. Chúng ta nhìn lên đây, anh Tabapon là gakusei. Vậy đặt câu hỏi và câu trả lời sẽ là Tabapon-san wa sensei desu ka? Ie, sensei ja arimasen. Mỗi chỉ độ lên siêu xin mong siêu. Wato-san wa sensei desu ka? Ie, sensei ja arimasen. Nyon. Sumito-san wa doichijin. Các bạn nhìn lên đây. Sumito-san doichijin. Câu hỏi sẽ là
Sumito-san wa doitsujin desu ka? Đúng không ạ? Đúng. Vậy là gì? Hai, doitsujin desu. もう一度練習しましょう。シュミトさんはドイツ人ですか？はい、ドイツ人です。Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập về câu xác nhận thông tin có phải chấm chấm không. Trong phần này chúng ta sẽ luyện tập về xác nhận tên. Đây là một đặc điểm vô cùng các bạn cần phải lưu ý khi các bạn sang Nhật. Ở Nhật được gọi là kakunin. Cái việc kakunin là xác nhận ở Nhật vô cùng quan trọng. Để xem là cái việc mình lắng nghe của mình có chính xác hay không. Và các bạn lưu ý khi các bạn hỏi tên của người Nhật hay bất cứ một thông tin gì, đối với người Nhật các bạn đều phải xác nhận lại, kakunin lại, idesuka. Và ở trong phần này chúng ta sẽ hỏi về tuổi. Chúng ta sẽ hỏi về tên và xác nhận tên. Mẫu luyện tập sẽ như sau. Shichirai desu ka? Onamae wa? Xin lỗi, bạn tên gì? Bạn Bi nói i desu. Ri san desu ka? Ie, i desu. Nội dung đoạn hội thoại này là: Xin lỗi, bạn tên gì? Tôi là i. Ri-san desu ka? Bạn là Ly à? Không, tôi là In. Để tránh nhầm lẫn khi gọi tên một ai đó, việc xác nhận tên vô cùng quan trọng. Các bạn hãy luyện tập ví dụ này bằng với việc chọn với bạn của mình đưa ra những từ liên quan đến gạch chân tương tự giống nhau. I desu ka? Bây giờ các bạn hãy nhìn An và mình cùng luyện tập. Shichirai desu ka? Onamae wa? Xin lỗi, bạn tên gì? An desu. Tôi là An. Bạn ấy sẽ xác nhận lại như sau. Bạn nghe không rõ? An san desu ka? Hai, An desu. Bạn tên là An à? Hay An có phải không? Đúng, là An. Luôn luôn phải xác nhận thông tin. I desu ka? Luyện tập mẫu hội thoại kế tiếp. Shichirai desu ka? Onamae wa? An desu. Các bạn nghe xác nhận lại này. An san desu ka? Anh san desu ka? Ie, an desu. Ie, an desu. Đến phần này, các bạn đã rút ra được bài học gì cho mình trong phần này chưa ạ? Luôn luôn xác nhận thông tin để chúng ta thu lượm thông tin chính xác. I desu ka? Chúng ta cùng nhau đi sang mẫu kế tiếp, đó là trợ từ mộ. Trợ từ mộ mang ý nghĩa là cũng. Đưa ra một thông tin mới chính là N3. Có nội dung giống như thông tin đã đưa. Chúng ta học phần số N1. Chúng ta học phần N1 và N2. N1 là N2. Và chúng ta đưa ra một cái thông tin kế tiếp là N3. Cũng là N2. Ví dụ liên quan đến nghề nghiệp. Tôi còn ví dụ như sau. Rin san wa gakusei desu. Rin là sinh viên. Watashi mo gakusei desu. Tôi cũng là sinh viên. Trong trường hợp này, watashi là danh từ. Mới là thông tin mới, tôi. Thông tin đã biết là gakusei. I desu ka? Như vậy chúng ta sẽ được thêm một
câu danh từ khác nữa đi với trợ từ mộ mà không phải là trợ từ vạ, mang ý nghĩa cũng. Còn trợ từ vạ chỉ xác định chủ ngữ đứng đằng trước nó thôi. Idesuka. Mời các bạn luyện tập. Bạn A và bạn B hội thoại như Guputa-san wa kaisha-in desu ka? Hai, kaisha-in desu. Karina-san mo kaisha-in desu ka? Ie, Karina-san wa gakusei desu. Ii desu ka? Đến đây các bạn hãy luyện tập đi với câu xác nhận thông tin, sau đó sử dụng trợ từ mộ tương tự như vậy để hỏi. Nihon-san, ja, renshu shite kudasai. Mời các bạn hãy luyện tập phần này. Mời các bạn sang phần kế tiếp. Chúng ta sẽ vào phần luyện tập renshu B mục 6. Các bạn hãy làm phần luyện tập renshu B mục 6. Ii desu ka? Chúng ta cùng nhau sang mẫu kế tiếp, đó là cấu trúc số 5. Kia là ai hoặc kia là vị nào? Cách thức sử dụng sẽ như sau. Ano hito wa dade desu ka? Ano hito wa dade desu ka? Ano hito, người kia, dade, ai? Hoặc sử dụng lịch sự hơn, chúng ta sẽ sử dụng Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Chúng ta cùng nhau luyện tập. Kia là ai? Ano hito wa dare desu ka? Mira-san desu. Người kia là ai? Là Mira. Ii desu ka? Hoặc khi chúng ta sử dụng lịch sự hơn, chúng ta sẽ nói Ano kata wa donata desu ka? Mira-san desu. Chúng ta cùng nhau sang mẫu kế tiếp. Trợ từ no mang ý nghĩa nối hai danh từ N1, no, N2. Mang ý nghĩa N2 của N1, có nghĩa N2 trực thuộc N1, ii desu ka? Và trong trường hợp này N1 sẽ bổ sung ý nghĩa cho N2. Các bạn sẽ nhìn vào ví dụ như sau. Ở đây, Daigaku là trường đại học N1. Sensei, giáo viên. Tôi có hai danh từ Daigaku cộng với sensei, tôi sẽ nối được với nhau thành câu Daigaku no sensei desu. Giáo viên, dịch từ cuối dịch lên, giáo viên của trường đại học. Sensei, giáo viên này, no của Daigaku, trường đại học. Như vậy sensei này sẽ trực thuộc Daigaku, ii desu ka? Tương tự như vậy, Byouin Isha, chúng ta sẽ được cụm từ danh từ đó là Byouin no Isha. Byouin no Isha, bác sĩ của bệnh viện. Chúng ta cùng nhau luyện tập các từ biến thành câu khi sử dụng với trợ từ no. Và như vậy chúng ta thấy rằng hai danh từ nối với nhau bằng trợ từ no cũng trở thành một danh từ, ii desu ka? Như vậy là gì? Danh từ hóa danh từ thôi. Watashi Asahi sensei. Khi đó chúng ta sẽ được câu là Watashi wa Asahi no sensei desu. Tôi là giáo viên của công ty Asahi. Ichi Mainsan densho engineer. Chúng ta sẽ được câu là Mainsan wa densho no engineer desu. Anh Mạnh là kỹ sư của công ty Densho. Anh Sang Bạch Mai Building Isha. Anh Sang là Bạch Mai Building no Isha desu. Anh
là bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai. いいですか? Để luyện tập phần trợ từ no, mời các bạn nhìn vào len shu bi mục số 5. Len shu bi mục số 5. Ví dụ, あの方はどなたですか? Vị kia là vị nào? Guputa-san desu. I am Shino-san desu. Là anh Guputa. Là nhân viên của công ty IMC. いいですか? Các bạn hãy nhìn vào phần luyện tập từ số 1, số 2, số 3, số 4. Bây giờ, tôi sẽ nói danh từ. Các bạn sẽ hoàn thành câu. いいですか? 1. あの方はどなたですか? 1. Cho nên sẽ trả lời là Y sang desu. Chị ấy là nhà nghiên cứu của công ty AKC. Như vậy sẽ được là gì? Hai. AKC no genkyu sa desu. いいですか? Và mời các bạn xem lại phần luyện tập và làm các ví dụ còn lại trong và vở. Và dịch sang tiếng Việt. いいですか? Phần kế tiếp chúng ta sẽ đi vào mẫu luyện tập hội thoại để các bạn nhuần nhuyễn được phần này. Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng trợ từ no và xác nhận thông tin đi kèm với nhau. Tanaka-san, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Kochira wa Mira-san desu. Hajimemashite. Mira desu. I am Shino-san desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu.田中です。よろしくお願いします。Tôi giải thích phần hội thoại này như sau. Tanaka này, xin chào anh nhé. Anh Tanaka nói là gì? Ohayou gozaimasu, xin chào. Và chào đây là chào vào buổi sáng. Kochira wa Mira-san desu. Đây là anh Mira. Anh Mira sẽ chào và nói Hajimemashite, Mira desu. Xin chào, tôi là Mira.I am Shino-san desu. Là nhân viên của công ty IMC. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Rất hân hạnh được làm quen và mong được sự giúp đỡ. Anh Tanaka cũng sẽ nói Tanaka desu yoroshiku onegai shimasu. Tôi là Tanaka, cũng rất hân hạnh được làm quen. いいですか? Mời các bạn học thuộc phần hội thoại trong phần Renshu Si trong sách giáo trình Minna no Nihongo, sách giáo khoa. Sau phần hội thoại học thuộc này, các bạn hãy nhìn vào ví dụ phần số 1, phần số 2 đóng vai và luyện tập. Sau khi luyện tập xong rồi, các bạn hãy tự cùng với bạn của mình giới thiệu một người thứ ba tương tự như vậy. Thay vào các vị trí gạch chân trong đoạn hội thoại này. いいですか? Chúng ta cùng sang một kế tiếp, đó là hỏi tuổi. Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng bao nhiêu tuổi? Chúng ta sẽ sử dụng nansai hoặc oikutsu. San wa, ví dụ A san B san wa nansai desu ka? Hoặc A san B san wa oikutsu desu ka? Câu trả lời số đếm đi với sai desu. Trong phần hỏi về tuổi, các bạn lưu ý, tôi đã nói trước rằng lần đầu tiên gặp mặt chúng ta chưa thân quen với người Nhật, chúng ta không nên hỏi tuổi họ. いいですか? Nhưng trong phần học chúng ta vẫn phải lưu ý vào. Chúng ta cùng luyện tập nhé. Anata wa nansai desu ka? Bạn bao nhiêu tuổi? Watashi wa 19 sai desu. Tôi 19 tuổi. An-san wa nansai desu ka? An bao nhiêu tuổi? 18 sai desu. Tôi 18 tuổi. いいですか? Đây là đoạn hội thoại ngắn giữa An và Bình. Các bạn hãy thay những từ gạch chân hỏi với nansai và trả lời về số đếm cộng với tuổi.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại các mẫu này nhé. Anata wa nansai desu ka? 私は19歳です。アインさんは何歳ですか ?18 歳です。Bây giờ, mời các bạn nhìn vào phần luyện tập Blank Should Be mục 7 trong sách giáo khoa hỏi tuổi. Và hãy làm luyện tập các phần từ mục số 1 cho đến mục số 4. Các chữ nhỏ khoanh ở dưới ở đây, ví dụ anh Mira 28 tuổi, Yamada 38 tuổi, Wato 45 tuổi. Đây là phần ví dụ. Các bạn nhìn vào ví dụ và mời các bạn làm các phần còn lại vào trong sách giáo khoa. Ví dụ như sau, Mira-san wa nansai desu ka? Mira bao nhiêu tuổi ạ? 28 tuổi desu, 28 tuổi. いいですか? Phần cuối cùng trong phần này chính là phần hội thoại về chào hỏi khi lần đầu tiên gặp mặt. Các bạn hãy học thuộc đoạn hội thoại đó để áp dụng cho mình khi các bạn sang Nhật. いいですか? Phần này có trong sách giáo khoa rồi, nên tôi đề nghị các bạn học thuộc kỹ trong phần sách giáo khoa và hãy ứng dụng cho riêng phần mình. 皆さん、どうもありがとうございました。じゃあ、またね。